trên hàng công của các cầu thủ Cẩm Sơn. Ở bên kia chiến tuyến thì anh sẽ có được sự đối đầu với Văn Phái, cũng sẽ là người đá cao nhất của FC Thị Trấn. Và trận đấu đã được chính thức bắt đầu với quyền giao bóng của FC Cẩm Sơn. Cơ hội cho FC Thị Trấn. Goal! Cú sút rất căng, người ghi bàn là Hải Đăng. Rất nhanh. Mới chỉ có khoảng 5 phút diễn ra hiệp đấu thứ nhất mà thôi. Và bàn thắng đã đến với FC Thị Trấn. Sau tình huống bứt tốc, sẽ là đá góc dành cho FC Thị Trấn. Đứng trước bóng đang là Văn Ngọc. Chờ bóng vào. Chờ bóng hơi nhẹ. Vẫn là cầu thủ áo đỏ. Tuyến 2. Qua người được rồi. Vẫn là Văn Phái. Mỗi tội bóng bay hơi cao. Lên bóng cho Thị Trấn. Được chuyển biến tốt. Rất khéo, bàn thắng thứ hai rất bất ngờ. Văn Phái. Sau rất nhiều những tình huống bỏ lỡ thì Văn Phái đã có cho mình bàn thắng rồi. 2-0. Hai bàn thua đến rất sớm với các cầu thủ Cẩm Sơn. Đã bắt bật hay mà mặc áo đỏ, người ta nói là bắt bật như man, và cơ hội cho FC Thị Trấn. Qua người rồi, không được, quá vội. Lên bóng cho Cẩm Sơn, đường chuyền khó luôn. Là có chữ Ngọc trong tên thôi, còn lại thì chúng tôi không thấy ai cả. Cơ hội tuyến 2 không được, vẫn là các cầu thủ áo vàng. Đi bóng sút xa. Tình huống cản phá rất tốt của Hải Đăng. Vẫn là các cầu thủ áo vàng, không có gì nguy hiểm cả. Lên bóng cho đội bóng áo đỏ. Nhà về tốt. 2-1. Người ghi bàn là cầu thủ mang áo số 6, Đình Tú. Thời gian thi đấu của thi đấu thứ nhất mới trôi qua được hơn một nửa. Và FC Cẩm Sơn đang hiệp sẽ là có 30 phút nhé bạn Xuân Linh. Đường chuyền nhả về sai rồi. Cơ hội cho đội bóng áo vàng. Không được. Có lỗi rồi. Văn Lộc sẽ làm gì? Tuyến 2. Cú sút quá lệch. Đứng trước bóng mang là Công Phước. Tuyến 2. Cú sút tiếp tục của Đình Tú. Chống vào. Cơ hội phản công dành cho FC Thị Trấn. Văn Ngọc. Văn Ngọc. Ôi dồi ôi. Văn Ngọc, chúng tôi hơi khó hiểu ở tình huống vừa rồi. Một đối một. Anh có cả một khoảng không ở phía trước. Sẽ là đá thẳng hay là chuyền đây? Đó là đường chuyền rồi. Hơi bắt bài. Kịp không đây? Không có gì khó cả. Hải Đăng. Không hề. Không phải. Vậy là đã có lỗi rồi. Lỗi vào bóng.
của cầu thủ mang áo số 8, Văn Chính. Và sẽ có một tấm thẻ vàng dành cho Văn Chính. Để bóng cho cầu thủ áo vàng. Tuyến hai. Cú đúp của Đình Tú. Cú đất lòng rất lạnh lùng, rất nhẹ nhàng. Cú đúp của Đình Tú và đang có một chút mâu thuẫn. Đường chuyền hơi khó. Văn Phái. Tốc độ của Văn Phái không được. Vẫn chưa thể qua được Viết Toàn. Đình Tú. Nhả về rất mượt. Gôi! Không vào. Một tình huống hơi đen. Nhưng trước đó thì đã có tình huống lỗi đến từ các cầu thủ áo đỏ rồi. Tiếng còi đã được thổi từ trọng tài. Đã có những cái sắn đùi khá giống với Văn Thanh rồi. Đáy biên. Quyết định sút ngay không được. Không có được tình huống chạm bóng của Vi Văn Lực. Chờ bóng vào. Không có gì nguy hiểm cả. Tình huống ra vào hợp lý đến từ thủ môn phía các cầu thủ Cẩm Sơn. Chờ bóng vào. Không được. Cú đánh đầu ăn hơi nhầm lưới. Bá Khoa. Bá Khoa. Cơ hội. Không được. Cơ hội tốt đã trôi qua rồi. Đây rồi cơ hội này. Đình Tú. Có đây rồi. Tình huống vào bóng rất rác. Tình huống rất nguy hiểm. Bùi Bảo Châu đây rồi. Anh Bảo Châu đã quay trở lại theo dõi trận đấu này rồi. Với tình huống đá phạt trực tiếp cho Cẩm Sơn. Đây rồi. Gọi rất nhiều. Nào truyền đi nào. Sút thẳng rồi. Ôi dồi ôi. Không vào. Rất nhiều những tình huống. Bạn ơi truyền tôi đi. Một mình Đình Tú đứng với được ghi đến từ một trong hai đội. Đình Tú. Thực sự là với một lối chơi đẹp mắt như thế này. Và đó cũng là tình huống cuối cùng. Đúng như dự đoán, tỷ số là 2-2. Bàn thắng được ghi do cú đúp của Đình Tú.